Chào các bạn đến với channel VN Computer. Trong video này tôi sẽ chia sẻ các bạn cách rút tiền từ cây ATM ngân hàng Techcombank bằng thẻ ATM nha các bạn. Thì đầu tiên các bạn cần phải chuẩn bị thẻ ATM ha. Sau đó thì các bạn đút thẻ ATM vào khe thẻ như thế này ha các bạn. Rồi thì khi đó thì cây ATM sẽ chuyển sang giao diện là cho phép các bạn chọn ngôn ngữ tiếng Anh hoặc là tiếng Việt. Thì ở đây mình sẽ nhấn vào, mình chọn ngôn ngữ tiếng Việt ha. Thì ở đây là màn hình cảm ứng nha các bạn, do đó mình không sử dụng nút cơ mà mình nhấn trực tiếp lên màn hình luôn ha. Sau khi các bạn nhấn vào tiếng Việt thì hệ thống sẽ chuyển sang cái giao diện là cho phép các bạn nhập mật khẩu thẻ của mình các bạn để mình rút tiền ha. Thì các bạn nhập mật khẩu thẻ, nhập từ bàn phím nha, ở bàn phím bên dưới màn hình này các bạn. Rồi, sau khi các bạn nhập mật khẩu gồm có 6 số nhập xong rồi thì hệ thống sẽ đăng nhập vào. Ở trên giao diện này thì có một số chức năng, chẳng hạn như là rút tiền, xem số dư, gửi tiền có kỳ hạn, đăng ký dịch vụ, đổi pin, chuyển khoản, vân vân. Thì ở đây mình muốn rút tiền thì các bạn nhấn vào chỗ là rút tiền ha. Sau đó thì xuất hiện một cái giao diện là cho phép các bạn chọn những cái mệnh giá có sẵn để các bạn rút. Ví dụ như là 10 triệu nè, rồi 5 triệu nè, 4 triệu, 3 triệu, hay là ở bên phải có 2 triệu, 1 triệu và 500 ngàn các bạn. Nếu như các bạn không muốn rút những cái mệnh giá này mà muốn rút một số tiền khác thì các bạn có thể là nhấn vào số khác ha. Ở đây thì mình sẽ rút 500 ngàn đồng ha các bạn. Mình sẽ nhấn vào cái chỗ là 500 ngàn đồng nè. Sau đó thì có một cái giao diện là hỏi các bạn chứ các bạn có muốn in biên lai hay là không. Nếu như các bạn muốn in ra cái biên lai giao dịch rút tiền á, thì các bạn nhấn vào in biên lai ha. Còn nếu không á, thì các bạn có thể là nhấn vào không in biên lai nè. Rồi sau đó thì có một cái giao diện là yêu cầu là giao dịch đang được xử lý, quý khách vui lòng chờ trong giây lát, thì các bạn chờ khoảng vài giây nữa ha, để cây ATM trả tiền ra cho các bạn nha. Rồi cái việc đầu tiên là các bạn cần phải nhận thẻ trước nha các bạn, để tránh cái trường hợp là mình quên thẻ ha. Mình nhận thẻ mình cất trước, sau đó thì các bạn nhận tiền ở dưới khe tiền ha. Như vậy là mình đã hoàn thành được giao dịch nha các bạn. Chúc các bạn thực hiện thành công nha.